Chào các bạn, tôi tên là Thắng Trần. Hiện giờ thì đang làm cho hãng NDS ở Đài Loan, nhưng mà tôi thì ở California. Những danh từ kỹ thuật thì vẫn dùng tiếng Mỹ vì khó dịch cho tiếng Việt Nam. Hôm nay tôi muốn trình bày về tập lệnh RISC-V. Trước hết là tổng quát về những tập lệnh phổ thông như là x86 và ARM. Và sau đó thì sẽ đi về chi tiết của RISC-V và Vector Processor. AMD là hãng đầu tiên mà sản xuất ra cái RISC-V Vector Processor. Tôi design microprocessor đã hơn 35 năm và làm nhiều hãng cho nên hiểu biết gần hết tất cả những tập lệnh, chẳng hạn như là x86, PowerPC, MIPS, ARM, ARC. Microprocessor có thể chia ra làm 3 thế hệ tùy thuộc vào cách sử dụng của những tập lệnh này. Thế hệ thứ nhất là PC và laptop và Microsoft Windows. Phần mềm quan trọng hơn là phần cứng. Nếu mà không có Microsoft Windows thì PC sẽ không được thông dụng như ngày hôm nay. Nhờ có PC và laptop, Intel đã trở thành một hãng semiconductor lớn nhất thế giới. Nói chuyện về x86 thì phải nói tới cái Moore's Law. Ông Moore là chủ tịch của Intel và đã tuyên bố là quỹ thuật làm microprocessor chip là trong số transistor của một microprocessor chip sẽ tăng gấp 2 lần trong mỗi 18 tháng. Và ông rất là đúng trong 40 năm nay. Cả ngàn phát minh đã đến từ cái x86 microprocessor. Không biết bao nhiêu những danh từ đã tạo nên cho microprocessor design. Đây là một số những cái terminology mà đã dùng cho microprocessor, chẳng hạn như là superscalar, out of order, reorder buffer, raster renaming chẳng hạn. Thì những cái chip này á là phải làm sao cho nhanh nhất và lớn nhất. Cái gì nó cũng phải có lúc nó sẽ hết. Thì cái thị trường của PC và laptop không tiếp tục được nữa. Power là một cái problem. Thì frequency thì cũng theo cái luật của Moore là nó cũng sẽ tăng gấp đôi mỗi lần 18 tháng, mà khi nó tăng nhiều quá thì nó cũng sẽ dùng nhiều power. Thì trong cái graph này là theo cái Moore Law, nếu các bạn mà theo dõi những cái chip của Intel không thì thấy là thì thấy ra cái đường theo cái đường màu đỏ này á thì đúng theo là của Moore Law cho cái Intel processor. Cái đường màu xanh này á, là nếu các bạn theo dõi cái ARM chip, chẳng hạn như là ARM1, ARM2, cho tới những cái ARM hiện giờ thì nó là một đường màu xanh. Thì các bạn thấy rõ là đường màu xanh này nó là song song với cái đường màu đỏ, nhưng mà nó di chuyển về phía bên tay phải khoảng chừng 10-15 năm. Từ laptop mà đi qua smartphone là cái thế hệ thứ hai của microprocessor. Smartphone á, là trở nên thông dụng thì có thể nói là bắt đầu từ cái iPhone của Apple. Tôi xin nhấn mạnh là phần mềm cũng rất rất là quan trọng, tại tại vì nhờ có cái iOS và cách sử dụng và cộng thêm app ở trong cái iPhone đã làm cho iPhone là một cái thèm muốn của tất cả mọi người trên thế giới. Quan trọng hơn nữa là power, tại vì cần phải có microprocessor với power rất thấp để mà sử dụng trong những cái điện thoại cầm tay được. Hơn nữa là vấn đề giá tiền. Một cái ARM chip chỉ là 1% cái giá tiền của một cái x86 microprocessor thôi. Và cái business cũng thay đổi, tại vì không bây giờ không có là một cái chip nữa mà là trở thành IP. Tất cả là giao hàng là đi qua bằng bằng điện tử hết. Những cái smartphone
thì có thể cộng thêm những cái ngoại vi cho trong cái con chip microprocessor. À, như là tôi mới nói vừa rồi thì cái Moore's Law vẫn áp dụng, nhưng mà đi qua bên tay phải 10 tới 15 năm. Thì trong cái chip của ARM này thì cũng có nhiều những cái danh từ mới. Thì những danh từ này đều có liên quan tới microprocessor, chẳng hạn như là clock gating, low power hay là dynamic frequency voltage scaling. Thì những cái chip này á thì nó chỉ cần đủ hiệu suất thôi, nhưng mà phải dùng ít điện hơn. Thì hiện giờ cái số người mua iPhone á không còn nhiều như trước nữa. Một cái điện thoại di động có thể dùng được 4-5 năm, cho nên không phải thay đổi thường xuyên. Thì cái kế của microprocessor sẽ là gì? Các bạn nên nhớ là cái phần mềm quan trọng hơn là cái phần cứng. Hiện giờ thì machine learning là một cái kỹ thuật rất là quan trọng. Mọi thứ đều liên quan tới AI và ML. Cái IoT cũng rất là quan trọng vì nó là một phần liên hệ với smartphone, với là Wi-Fi này kia chẳng hạn. Nói tổng quát là cái thế hệ này liên quan tới những cái tiện nghi trong đời sống của mình, từ nhà, từ xe, từ y tế, hay là từ cái liên lạc với tất cả mọi người, như chẳng hạn như là Facebook cần phải có kỹ thuật để bà con có thể liên lạc với nhau, nhưng mà phải thanh tra cái nội dung trong vòng một giây, để Facebook phải thanh tra cái nội dung trong vòng một giây. Đây là những kỹ thuật của ML. Hiện giờ không phải là một cái application mà rất là nhiều application, là nhiều người làm được, chứ không phải như là hồi trước là chỉ có Dell Computer hay là Apple hay là Samsung. Mà vấn đề tiền bạc cũng rất là quan trọng, tại vì cái RISC-V thì cái giá tiền của nó chỉ là 1/10 hay là 1% cái giá tiền của ARM thôi. Cái tập lệnh cần, ngoài ra cái tập lệnh cần phải dễ thay đổi để có thể dùng cho IoT hay là dùng cho AI gì cũng được. Bất cứ ai trên thế giới cũng có thể đào tạo được, chứ không phải là chỉ có Intel hay là AMD hay là ARM thôi. Thì RISC-V là cái tập lệnh đó. Có thể nói là RISC-V vẫn theo cái luật của Moore, di chuyển về phía bên tay phải chừng 30 năm. Nhưng mà tôi nghĩ là cái phát triển của cái RISC-V là nhanh hơn cái x86 hay là ARM nhiều. Tại vì có nhiều người nhúng tay vào để làm cái RISC-V microprocessor. Thì hiện giờ RISC-V mới bắt đầu, cho nên những cái danh từ mà dùng cho RISC-V cũng ít thôi. Chẳng hạn như là configurable, extensible, early late ALU hay là PPA. Thì những cái hãng nó tranh đua nhau á là về cái PPA. PPA là Performance Power Area. Thì cái chữ mà Best PPA này á là tôi sẽ dùng thường xuyên trong những trang tới. Về cái background của RISC-V với là thì ông Kurt Anasovic đã nói nhiều rồi, cho nên là tôi xin bỏ đi qua trang này. Đặc biệt là riêng tôi cũng là đang tính chuyển qua dạy bằng RISC-V trong cái lớp học mà tôi dạy ở Santa Clara University. Tôi đã design bằng tập lệnh của x86 và đã ARM rồi, cho nên bây giờ tôi thấy cái RISC-V là tôi đánh giá cái sự đơn giản của cái tập lệnh này so sánh với những cái tập lệnh kia. Thì chẳng hạn như là cho về vấn đề mà đào tạo nó đó, thì tôi thấy là những cái quan trọng á là những cái operand này á thì nó lúc nào nó cũng cùng một vị trí ở trong cái con lệnh.
Ngoài ra là không có status bit, thì không có status bit, không có predication, không có low store double, không có delay branch, thì cái tập lệnh này rất là dễ để design. Nếu mà các bạn có kinh nghiệm với Verilog và microprocessor thì có thể viết RTL cho cái RISC-V processor này trong vòng một tháng được. Không như là x86 hay là ARM, nhiều hãng tư với là những đại học đã đào tạo được cái RISC-V microprocessor, thì những hãng tư chẳng hạn như là ND hay là Sci-Fi, Western Digital, trong vòng 3-4 năm vừa qua đã có nhiều hãng làm superscalar với là out of order processor rồi, và cũng đã có 64-bit processor rồi. Những cái này rất là nhanh so sánh với là x86 hay là ARM. Hơn nữa cũng có nhiều hãng tuyên bố là chỉ dùng RISC-V thôi, chẳng hạn như là Western Digital, hay là cũng có nhiều hãng đã bắt đầu thay đổi những con chip ARM bằng cái RISC-V. Thì vấn đề này cũng dễ hiểu thôi, tại vì RISC-V rất là rẻ hơn và là best PPA. RISC-V thông thường thì người ta bắt đầu design là bắt đầu từ in-order scalar microprocessor, rồi sau đó làm tới superscalar, vẫn còn in-order, sau đó mới làm tới out-of-order. Một cách thông dụng nhất là cái dual ALU, một cái sớm với là một cái trễ. Thì trong cái hình pipeline, các bạn thấy thì chỉ có một cái ALU thôi. Thì chẳng hạn như là nếu mà có dependency với cái lô đó, thì cái ALU này phải đợi ở trên này, thì thành ra là có hai cái lỗ ở trong cái pipeline này. Một cái làm đơn giản á, là cộng thêm một cái ALU ở tầng sau, thì cái lệnh ALU không cần phải đợi ở phía trên này nữa, mà có thể đi theo cái lệnh của cái lô mà đi xuống tới tầng phía dưới này, thì sẽ không còn có cái lỗ nào ở trong cái pipeline nữa. Thì cái kỹ thuật này á, thì được gọi tên là low latency tolerant. Thì cái low latency tolerant này á, thì apply cho cái data cache cấp 1 thôi. Một cái lợi điểm nhất nữa của cái tập lệnh RISC là cái custom instruction, là cái những cái tập lệnh, những cái tùy chỉnh lệnh mình có thể cộng thêm vào, chẳng hạn như cho khách hàng thì có thể cộng thêm vào. Thì ND có đầy đủ để giúp khách hàng cộng thêm những cái tập lệnh tùy chỉnh này. Thì RTL này có thể là bằng tool, hay là khách hàng có thể làm cái RTL này. Những cái tập lệnh tùy chỉnh này sẽ thành một phần của cái compiler với là debugger, và cũng là sẽ là một phần của cái này gọi là cái performance model. Thì performance model này thường thường là dùng cho phần cứng, phần mềm, code design chẳng hạn là như vậy. Nếu mà so sánh với cái x86 hay là cái ARM á, thì x86 và ARM nó không có cái custom, không có những cái tập lệnh tùy chỉnh này. Thì nếu mà ARM hay là x86 á, thường thường á, là họ phải dùng memory map low store, thì những cái cách này nó không có hiệu quả bằng so sánh với là cái ND ACE này. Thì nói tóm lại là ND ACE custom á, thì là best PPA. Ông Kurt Anasovic cũng là nói về cái những cái extension này cho cái RISC-V rồi, cho nên là tôi cũng xin bỏ qua trang này.
Một trong những cái extension mà ND làm là cái vector extension. ND là cái hãng đầu tiên trên thế giới đã làm thành con chip RISC-V vector extension này. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái con chip này. Vector thì cũng giống như là SIMD nhưng mà mạnh hơn nhiều. Ngoài ra những tập lệnh thông thường như là low store, fixed point, floating point thì còn có những tập lệnh đặc biệt khác, chẳng hạn như là permutation hay là mask. Cái quan trọng nhất trong cái vector extension á là cái chiều rộng của cái register, cái chiều rộng của register này á, ND làm á, là 512 bit. Thì nếu mà các bạn so sánh với cái scalar register file thì chỉ có 32 là 64 bit thôi, thì cái này là 512 bit. Thì những cái application cho cái vector processor đó là phần lớn là về AI với là ML, thì các bạn thấy là cũng có rất là nhiều application cho cái này. Ok. Tập lệnh của vector rất là linh hoạt. Một con lệnh á một con lệnh có thể làm là từ 512 bit cho tới 4000 bit, là cái đó là mình program, chứ không phải là nó là không phải là nó đã design, nó design trong hardware. Những cái này á là có thể program được. Thì một cái quan trọng của cái vector processor á, thì kêu là chaining. Chaining rất là quan trọng. Thì chẳng hạn như là một cái instruction là làm tính nhân, làm tính nhân á thì có thể làm cho 8 cái vector register cùng một lúc. Thì cái add là cái tính cộng này á là không phải đợi cái tính nhân này xong hết rồi mới bắt đầu, mà có thể bắt đầu khi mà tính nhân làm xong cái đầu tiên á, là cái tính cộng này là có thể bắt đầu được. Thì cái vấn đề mà bắt đầu cái tính cộng á, bắt đầu trước khi cái tính nhân làm xong á, thì cái terminology của nó thì gọi cái danh từ đó gọi là chaining. Một cái sự khác biệt nữa đó là so sánh với cái SIMD là cái vector processor thì là chỉ có hai tập lệnh thôi, là tập lệnh nhân và tập lệnh cộng. Nhưng mà nếu các bạn dùng SIMD á thì phải có 8 tập lệnh cho cái tính nhân và 8 tập lệnh cho tính cộng. Thì cái vector processor nó kêu là cái co-processor của cái RISC-V processor thôi, chứ không phải là một cái riêng biệt. Thì cần phải có một con chip, microprocessor chip với đầy đủ tiêu chuẩn của nó. Chẳng hạn như phải có point prediction hay là phải có instruction hay là data cache. Đặc biệt là về cái low store unit là cần phải làm đủ những cái unaligned hay là những cái non-blocking. Những cái unaligned for non-blocking đó không những là cho cái RISC-V thôi mà dùng luôn cho cái vector processor nữa. Ngoài ra cái vector processor còn có tới hai cái bus, mà mỗi cái bus này đó là 256 bit, là nó đi tới cái custom port hay là đi tới cái AXI bus này là 256 bit. Như hồi nãy tôi nói thì cái VPU này á nó có thể làm được tới 512 bit. Lúc bắt đầu làm cái con tạo tạo cái vector processor thì tập lệnh của vector chỉ lúc đó chỉ là phiên bản 0.7 thôi, mà hiện giờ là đã tới phân bản 1.0. thì ND lúc nào cũng phải thay đổi để mà theo cái phiên bản sau cùng của cái
của cái spec là của KISA spec của vector. Data thì chiều rộng có thể là từ 8 bit cho tới 64 bit, mà còn có những cái size khác nữa cho bflow 16 hay là 4 bit integer. Thì cái VLAN này á, nói là về cái chiều rộng của cái vector register, còn SIMD á, là cái cách tính của cái vector processor, thì có đủ size hết là từ 128 cho tới 512 bit. Thì ND là về vấn đề hardware thì làm đủ hết từ 118 cho tới 512 bit. Thì cái tỷ lệ thì cái tỷ số từ cái VLAN với là cái SIMD này á thì có thể là 1:1 hay là 2:1. Còn về vấn đề mà về những con tính này hay là những cái low store thì là tôi sẽ nói nhiều về trong những cái trang kế. Một trong những kỹ thuật để design cái vector processor là chia làm thành nhiều lane. Thì chẳng hạn như trong này thì là chia là thành 4 lane. Thì ở trong một cái lane đó thì cái data với routing đó thì đã nằm ở trong một cái lane này thôi, thì nó sẽ không tốn nhiều thời giờ chạy từ lane này qua lane khác. Thì trong cái phần layout á thì have a coi như là better timing đó. Thì nhưng mà cũng có những con lệnh mà data chạy từ lane này qua lane kia, đó là cái permute logic hay là cái low store. Thì chẳng hạn như trong cái permute logic hay low store thì cần thêm một chu kỳ nữa để mà chuyển data từ lane này qua lane kia. Cái vector processor này thì rất là tân tiến, nó có tới 9 đơn vị khác nhau. Thì trong những đơn vị này thì có fixed point, the floating point, mask, permutation, đặc biệt nhất là cái low store. Cái low store này có thể làm tới 6 tập lệnh cùng một lúc. Thì nói chung là trong cái vector processor này thì có thể là 14 cái tập lệnh có thể xảy ra cùng trong một lúc. Không những vậy mà cái vector processor này còn có là out of order nữa, cho nên là cái hiệu suất nó cũng rất là cao. Thì mỗi lần á là issue tới 8 micro op trong một chu kỳ. Thì mỗi cái đơn vị á thì nó có thể chứa tới 64 cái micro op cùng một lúc. Thì làm cái này á, thì cũng có nhiều cái phát minh mới, nhiều cái sáng kiến, nhiều cái phát minh mới để làm cái vector processor này. Thì những cái phát minh mới này đó không những là phải làm cao cái hiệu suất nhưng mà còn phải đơn giản. Cái quan trọng là cần phải đơn giản, tại vì hãng AMD làm cái vector processor này trong vòng 9 tháng và đã chuyển cho khách hàng đúng theo chương trình đã dự định. Không những vậy mà cái VPU này á, nó trong đó nó còn có chứa thêm cái FPU nữa. Mà cái FPU này thì nó có riêng cái register file, nhưng mà nó dùng chung cái floating point của cái vector processor. Đây là một cái thí dụ của AMD vector processor. Các bạn có thấy là cái lệnh số 2 này á bắt đầu trước khi cái lệnh thứ nhất xong, mà cái lệnh thứ 3 này á bắt đầu trước khi cái lệnh thứ 2 xong. Thì những cái này á kêu là training. Nếu mà các bạn nhìn theo hình dọc này á là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là có 8 cái tập lệnh đang xảy ra cùng một lúc. Thì
Thì nếu mà so sánh với một cái scalar processor, với một cái processor thường đó, thì cái vector processor này nhanh hơn nhiều. Đặc biệt là những cái mà cần dùng matrix multiplication. Những cái thí dụ này là về CNN, là convolution neural network, thì những cái mà dùng về matrix multiplication đó, thì nổi bật hơn. Bác cảm thấy là 57x hay là 69x. Bây giờ thì so sánh với cái ARM, thì ARM thì cái này kêu là Neon của ARM. Thì cái Neon của ARM á, nhiều nhất là 128 bit, thì cái của AMD này á, so sánh á, thì là tới 512 bit là lớn hơn nhiều. Thì còn so sánh với cái CM55, cái này là kêu là cái Helium architecture, thì AMD vẫn cũng hơn nhiều, là tới 512 bit thôi. Thì chaining là một vấn đề, chaining với là Elmo với là chaining là liên quan với nhau. Thì so sánh với cái Neon á, thì Neon không có. Mà so sánh với những cái tập lệnh tùy chỉnh á, thì đặc biệt là chỉ có AMD khó thôi, mà ARM thì không có những cái này. Bây giờ so sánh với một con chip của Fujitsu làm, thì cái con chip Fujitsu làm này là A64FX. Thì cái chiều rộng của cái register thì cũng giống như là của AMD, là 512 bit. Thì hai cái chip này tương đương với nhau, đều là 512 bit cái register width cả. Thì cái phần mà performance á, cái này á, là sustained performance, là cái performance này thường xuyên đó, thì AMD vẫn hơn. Hay là những cái mà peak performance á, là tối đa thì AMD vẫn hơn. Hay là những cái bandwidth thì AMD vẫn nhiều hơn. RISC-V bây giờ rất là được thông dụng nhiều trên thế giới, từ Phi Châu, Nam Mỹ cho tới Á Châu. Mà cái chip này đã được dùng nhiều ở trong trường đại học. Theo như đã được trình bày, thì tôi nghĩ là RISC-V là tương lai sáng của microprocessor. Tập lệnh của RISC-V là tổng hợp nhiều kiến thức của nhiều người tài giỏi trên thế giới, chứ không phải là của một riêng ai. Đại học Việt Nam cũng nên phổ biến RISC-V trong nhiều cấu tạo khác nhau. Nếu các bạn mà không dùng tư nhân thì RISC-V nó cũng có sẵn ở trong cái website của RISC-V, không tốn tiền gì cả. Ở trong AMD thì chúng tôi đã làm thành cái con chip vector processor này với là performance rất là cao, và tiêu chuẩn và sẽ là tiêu chuẩn cho những cái hãng khác theo. Nhưng cái vector processor vẫn có thể cấu hình chỉ là 128 bit thôi, để chẳng hạn như là dùng for IoT hay là dùng cho những application với cái tiêu chuẩn thấp hơn. Các bạn nên tin là AMD sẽ là một trong những hãng dẫn đầu trong chương trình và những hệ thống bao gồm của RISC-V. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe thuyết trình của tôi. Có câu hỏi nào không?
Hello. Hello, thank you for your presentation. And it seems like Okay. we are short in time, so I think we're going to move on to the next Okay. presentation. Well, thank you very much. All right, thank you.